yêu cầu khách hàng gửi nộp lưới y nó một ly đục lỗ ba ly đục lỗ theo yêu cầu này là đúng rồi các bạn. 6 viên, 8 viên, 1 ly đục theo yêu cầu. Đục theo yêu cầu. Inox đột lỗ theo yêu cầu khách hàng gửi inox lưới inox một ly đột lỗ ba ly đột lỗ theo yêu cầu này là đúng rồi các bạn. Inox 6 viên 8 viên 1 ly đục theo yêu cầu. Đục theo yêu cầu. Theo yêu cầu. Cộng 3 ly anh Cường. Cộng cộng 3 ly lỗ nhiêu vậy? Lỗ 30. Hả? Cộng 3 ly lỗ 30. Không, mấy lắm mà nó bị nè cái tốn này. Nó chắc là cái lớp nó sao nó nóng thì bị nè Cường. Sao? Không, cầm đi, cầm đi, cầm đi, sao? Không, không sao đâu. Mẹ nói kể, cầm đi. Rồi thôi để bữa nào ông Bảy phát tiếp nha. Nha, bữa nào tao tháng ông Bảy phát cho nha. Nè ông Bảy à. Lọc giải đang lọc giấy lọc công nghiệp lọc giấy đây nó 304 23m một bộ người hút.
như em hòa hiệp ổn không? Dạ đúng rồi.